5 tháng 4 vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh nhóm nam thanh niên xăm trổ kéo đến bao vây kín khu vực nhằm uy hiếp người dân. Các bà, các mẹ lập tức có màn ra đòn khiến nhóm này chạy mất dép. Theo clip đăng tải, vụ việc xảy ra ở thị trấn Nến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tham gia sự việc có cả người già, phụ nữ và trẻ em, các phương tiện giao thông đổ kín con đường liên thôn. Nhiều người đứng dọc đường theo dõi vụ việc, không ai có ý định can ngăn. Tâm điểm của cuộc hỗn chiến là một nhóm người phụ nữ, trong đó có cả người già, người bế theo con nhỏ. Họ liên tục bốc chất bẩn ném về phía các thanh niên hổ báo đang đứng đối diện. Bị ném tới tấp, nhóm thanh niên không có cách nào phản đòn, đành lấy tay che mặt hoặc lấy áo và túi trùm kín để chống lại màn tấn công của nhóm người phụ nữ. Một số thanh niên không chịu được, tìm cách bỏ chạy nhưng vẫn bị một số người phụ nữ đuổi theo ném tận nơi. Có người dân còn về tận nhà lấy hung khí ra tiếp tế cho các chị em phụ nữ. Vụ hỗn chiến chỉ dừng lại khi có công an địa phương có mặt. Theo một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do xảy ra tranh chấp đất đai. Nhóm nam thanh niên khoảng hơn 20 người cởi trần, khoe hình xăm đến định uy hiếp người dân, nhưng không ngờ bị họ tấn công ngược lại. Hiện tại, đoạn clip vẫn đang được lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng.